Đầu tiên sẽ là diễn biến của trận bán kết thứ nhất giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tốt với thắng lợi 2-0 sau 2 set đầu tiên, thế nhưng chúng ta lại để đối thủ ngược dòng gỡ lại 2-2. Đội tuyển Việt Nam có phần bị tâm lý và tiếp tục thi đấu dưới sức trong set đấu thứ 5 quyết định để rồi chấp nhận thất bại sau 5 set đấu với các tỷ số 25-21, 25-20, 23-25, 19-25 và 12-15. Với kết quả này, đội tuyển Indonesia là đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận chung kết VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017.